Em có con vịt quay đây, chị mang về cúng đi, cho em xin cặp chân để đối phó với ông chủ. Khoan vào nhà, đợi bà ra sân rồi hãy vào. Bà ra ao ngắm cá. Thưa bà, con mới đi chợ về ạ. Mua vịt quay hả? Tao đâu có thích ăn thứ này mà mua. Dạ, ông nói mua gà về bà dành ăn hết, nên ông bảo con mua vịt quay cho bà khỏi ăn. Hừ, chồng ích kỷ, đưa con vịt đây. Vịt của ông sao bà lấy? Vút, ủm. Ông ơi, con vịt mua cho ông còn có hai cái chân à? Sao vậy? Bà thấy con mua vịt bà ăn không được, bà nổi giận ném con vịt xuống ao, con giật lại được hai cái chân. Bà ném thì tao khỏi ăn, mày ăn cặp chân vịt đó đi. Hì, thoát nạn mà lại được ăn chân vịt. Ông làm ơn cho con xin một đồng. Xin tới một đồng lận hả? Nhiều lắm, không cho. Bớt một nửa cho con xin năm hào. Năm hào cũng còn nhiều lắm, không cho. Vậy thì một hào bớt hết giá rồi đó. Mày xin ăn mà làm như buôn bán với tao vậy, không cho.